chào tất cả các bạn nha. Bây giờ là 23:55, chỉ còn 5 phút nữa là sẽ bắn pháo hoa ở Tuy Hòa. Hiện bây giờ là đường phố Tuy Hòa đang tắt đường. Đây là đường Nguyễn Tất Thành. Đây là sàn Yasaka. Chỉ còn vài phút nữa thôi là dưới chân núi Nhạn ở Tuy Hòa sẽ diễn ra bắn pháo hoa. Nơi đây giờ không còn một lối đi nữa các bạn. Mọi người đông kín, đông nghẹt cả cái đường rồi. Hiện bây giờ là không khí ở Tuy Hòa rất là đông vui đây. Tất cả mọi người đã dừng cả lại để mà chờ thời khắc giao thừa. Có lẽ tôi đang tìm một vị trí nào để đứng xem đây. Wow, nơi đây thật là lý tưởng đây. Các bạn thấy xung quanh tôi là cả biển người nha, rất là đông. Chỉ còn khoảng chưa đầy 5 phút nữa. Đây là dưới chân núi Nhạn nè. Quý vị, địa điểm đây là sẽ xem pháo hoa rất là lý tưởng này. Mới nghe tiếng nổ rồi à, chuẩn bị bắt đầu rồi. Pháo hoa bắt đầu rồi các bạn ơi, rất đẹp, quá tuyệt vời. Wow, đứng chỗ đây là nhìn thấy pháo hoa rất là gần nha, quá đẹp. Queen Channel xin chúc mừng tất cả mọi người nha. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, thành công hơn và gặp nhiều may mắn trong năm mới. Xin chúc mừng năm mới nha.
hết hồi 1 rồi. Bắt đầu hồi 2 rồi. Wow, quá đẹp. Không khí đầu năm rất là phấn khởi đây. Thank you.
núi nha, quá đẹp. Rồi, chúc mừng năm mới. À, Tuy Hòa bây giờ là giống như là một biển người. Tất cả các hướng đi ở gần công viên Diên Hồng thì được kẹt xe. Không khí đầu năm rất là nhộn nhịp, không khác gì khi các cầu thủ U23 Việt Nam giành chiến thắng là cảnh tượng thường thấy mỗi lần ở Tuy Hòa bắn pháo hoa vào dịp đầu năm. Sau đây là mỗi tuyến đường đều hướng về các địa điểm ở các chùa ở Tuy Hòa, mà ở đây là đặc biệt là chùa Bảo Lâm sẽ thu hút một lượng người rất là lớn. Các bạn thấy không? Hầu như là những người đây ở đi về hướng Bắc đều ra chùa, hướng về chùa Bảo Lâm nha các bạn.